Dạ, gốm sứ Lâm Sơn xin chào anh chị mình ha. Hôm nay em lên cái bộ lư đàn anh chị mình đây. Đó, cái bộ lư này đắp nổi ha. Quá là đẳng cấp luôn ha. Cái đàn này cao 70 mấy nha nghe anh chị. Bộ lư ra tới đỉnh của cái nắp luôn là cũng 71 luôn ha. Ở chiều cao á tới 70 mấy lần đó. Bộ này lớn lắm nghe, tại thấy trong video gì chứ ngoài lớn lắm. Hàng đắp nổi đẳng cấp lắm anh chị mình đây. Còn cái đỉnh của cái ly hương đó là tới 40 lần ha. Nó đắp hai con rồng lộ nguyên con luôn với con trên nắp nên chị mà nhìn ha. Quá vip luôn. Anh chị mình xem tham khảo ha. Vậy mình quan tâm thì kết bạn Zalo em ha, em báo giá nha. Cảm ơn anh chị mình đã xem video nha.